Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại kem dưỡng da con e. Mỗi loại phù hợp với từng loại da khác nhau, nên bạn nhớ tìm hiểu kỹ để mua đúng loại hợp với da bạn mới không bị tác dụng phụ, như nổi mụn hay kích ứng da. Chưa kể là có nhiều loại hàng giả khác nhái theo hàng chính hãng nữa. Nên bạn nhớ cẩn thận nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhiều chị em tìm hiểu về kem con e đang cảm thấy bấn loạn vì loại kem, giá kem nói nhiều quá, nên cũng không biết được thật sự nên xài loại nào. Theo cách nói của nhiều chị em, thì chị em thường nói là kem loại 1 và kem loại 2. Nhưng theo quan điểm của em thì chỉ có kem chính hãng và kem giả nhái thôi. Kem con e chính hãng sẽ có nguồn gốc từ Thái Lan. Còn các loại khác được sản xuất đại trà để ăn theo như kem con e Campuchia, kem con e Việt Nam và kem con e Trung Quốc thì chắc chắn là hàng nhái. Mà hàng nhái thì chắc chắn khó mà chất lượng như hàng thật được. Hiện nay kem con e chính hãng có 2 loại, loại thứ nhất là kem màu hồng dùng cho ban ngày. Loại kem dưỡng thứ hai là màu đen dùng cho ban đêm. Mỗi loại sẽ có một công dụng riêng phù hợp với ban ngày và ban đêm. Ban ngày thì da tiếp xúc với nhiều khói bụi đặc biệt là ánh nắng mặt trời, nên kem ngày được thiết kế có tác dụng mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, vì nó vừa bảo vệ da tránh khỏi bụi ánh nắng về diễn trắng và ngừa mụn. Kem ban đêm thì được thiết kế cho da ít tiếp xúc với bụi, nắng nên nhẹ hơn, hiệu quả lâu hơn. Vì thế nếu theo mình thì cần dùng kem ban ngày là đủ. Ban ngày bận rộn quá thì vẫn có thể dùng cho ban đêm được. Để tiết kiệm tiền và cả thời gian, bạn chỉ cần mua kem ngày là được rồi. Tuy nhiên dù dùng kem ngày hay đêm, thì bạn cần lưu ý là mua kem chính hãng của Thái Lan thì mới có hiệu quả nhé. Kem con e hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem con e hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.